Chào các bạn, hôm nay iHep Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Bank Plus của Viettel. Và ở phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số tùy chọn như ở đây ạ. Ở menu các bạn kích vào thấy có rất là nhiều mục. Như có cài đặt chẳng hạn này. Phiên bản rồi ngôn ngữ. Tiếp theo nữa. Trên có mục thông báo giới thiệu. Hoặc ở đây cái mục này các bạn có thể chọn luôn quả chuông ạ. Ở đây sẽ hiển thị ra thông báo, các thông báo có liên quan đến dịch vụ Bank Plus, rồi giới thiệu về dịch vụ và hỏi đáp những thông tin cần thiết. Thì nếu như các bạn ngại tìm kiếm hoặc là ngại mày mò phần ứng dụng chẳng hạn thì các bạn có thể chọn luôn vào đây để đọc những thông tin hướng dẫn cơ bản nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ iHep Channel. Xin chào các bạn.